Kính chào quý cô chú và quý anh chị nha. Tiếp tục đây thì Út Hà cũng chở ba phần quà đi xuống Cờ Đỏ Thế Lai thuộc tỉnh Cần Thơ. Thì đây còn hai phần, hơi nữa đi lại chỗ Hồng Linh với một chỗ của bà cụ 94 tuổi. Thì còn một phần thì gửi cho vô nhà cho bé Hiền ha. Dạ, xin mời cả nhà vô thăm bé Hiền nha. Ơi bé Hiền, cái này tròn quá ta. Cô Beo mừng nó kìa, chào chào, vô nắng quá, vô nắng quá. Cô Beo cười rồi kìa, cô Beo cười rồi kìa. Chào anh Tám. Dạ. Cô Beo mừng bốt chưa? Vô chồng lấy cho tôi ăn cái này rồi làm ăn sao rồi anh Tám, có trồng bông hoa gì không? Có trồng mấy chậu để xin tết thôi. Vậy hả, chứ không có trồng nhiều hả? Trồng rau. Ừ, bé Hiền vui không? Vui. Dạ. Quá vui hả? Dạ. Ừ, chút nữa đi uống nước nha. Dạ. Ha, thôi đi ra quán uống nước nha. Cô Beo đâu? Cô Beo quen một Út không? Đâu cười dạ, coi. Cô Beo chào quá. Đâu con chào quá. Hồi ôi anh cao vậy đó hả? Anh cao dạ, quá rồi. Lúc này dạ. Ấy lắm rồi, mà bây giờ cột cửa rồi, nó cột cao lên, còn không thôi lại cột hai ấy, hai lúc chứ còn cột một lúc. Nó mở cái khăn hả? Mở là phóng đi kìa. Nghe hầm hố không nó phóng đi. Ê, đi xe. Bé Hiền cái này khỏe chưa? Khỏe rồi. Ngồi xuống đi. Khỏe ngồi hả? Ngồi xe. Ây dạ. Ngồi đây nói chuyện chơi coi. Ủa, tối mù không thấy đường. Ngồi đây nè Hiền. Ở trong là đường. Rồi gì sao? Hôm nay làm ăn sao? Bèo bèo hơn Tuấn Vũ nữa. Tuấn Vũ người ta giàu thấy mồ. Ai biết cái câu đó người ta hay nói vậy. Nó bèo hơn Tuấn Vũ rồi nói vậy. Cô Bèo cái này lớn quá ha. Cô Bèo hôm qua thấy người ta cho quà nhiều quá trời rồi. Cô Bèo có quà không? Cô Bèo chưa có quà. Cô Bèo chưa có quà. Không có ai. Ai có? Con Hiền có. Có mình anh Hiền có hả? Dạ. Nhiều không? Nhiều. Cho gì Út con bộ ơi. Hả? Dạ. Cho không? Con như bộ mấy chục. Dữ hả? Mấy chục bộ hả? Đến mấy chục bộ luôn hả? Bốn mấy bộ á. Trời ơi, bận tới có chồng luôn á. Rồi mẹ có được bộ nào không? Mẹ kìa. Có không? Mẹ có đồ. Ủa đồ bự không hả? Không có đồ của chị hả? Vậy hả? Thôi để cho nó mặc đi. Hiền nó mặc vừa là vừa hết luôn á. Hiện cái này nó đô con quá trời kìa, nó cao, nó bự dình vàng kìa. Con ai hả? Cô Beo con ai Hiện? Dám nói đâu, dám nói đâu. Con có ai hả? Con có ai đó rồi. Hiện nói hồi hồng mấy. Con có ai? Con có ai? Con có ai vậy chứ? Cô Beo. Trời ơi, bữa hôm trước mày nói không phải con mày nha. Vậy hả? Cũng như là ỉa đái là không phải con Hiền hả? Ừ. Chơi không vậy trời? Còn lúc nào sạch sẽ thì con của ông Hiền hả? Ờ. Thôi cho dì Út đi, bữa hỏi ông Hiền nói cho dì Út đem gì cho ảnh mà, cho không? Cho luôn thiệt không? Đi đó thì ghê luôn á. Đi không cô Beo? Mẹ cho bà Út rồi kìa, đi không? Đi không, Út có đi xe kìa. Có xe là đi không? Trời ơi, con cũng chết nhát kìa. Đi ra ngoài ngoài. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Dì giống mấy cái chè của mấy chán thiệt. Quá cô Beo cái này, cô Beo cái này đẹp trai quá ha, chậu mã rồi ha, cái mũi cũng đẹp quá nè, mũi ông, cao. Ông cậu cúng mã con này nè. Ừ. Rồi cái ông ra đây lay quay cái ở dọn đâu mất tiêu rồi. Vậy sao? Chạy ông là đi qua tới bên nhà. Ông Út hả? Ông Út bảo, mà ông Út thì đâu có ai nhà đâu. Bánh tráng á, nằm dưới á. Rồi đâu có vô nhà được. Có không? Đứng ngoài sân. Đâu ngoại lấy mày lấy cho con chán. Nhìn giá đi. Nhìn giá đi. Thôi cái này giữ nó cho kỹ mới được nha. Nhìn giá đi. Thì bữa nay Út Hà xuống đây thì theo lời của cô Linh. Cô Linh ở bên Út á kêu đem xuống một phần quà gửi cho anh chị Tám để chúc mừng xuân mới. Dữ ơi à. Cảm ơn dì Út ha, con ăn đi. Cảm ơn cô Linh nhiều á, chúc cô là mạnh khỏe. Rồi, chuẩn bị đón năm mới bên
bên Úc chắc là cũng wow. Không, cô cũng ăn Tết giống như bên mình. Vậy đó hả? Chuẩn bị cái bản chuẩn bị ăn Tết. À. Còn Tết kia là chỉ ăn có ngày thôi, ngày Tết Tây thôi. Còn Tết mình á là chỉ cô cũng ăn mấy ngày rồi. Cho bố một cục coi. Cho bố một cục đi con. Ai kêu cô Bao? Ừ, con gì kêu hả? Kìa. Con Sáu hả? Con Sáu. Ờ. Nè, con gì vậy á? Chưa Tết mà mua này ăn rồi. Trời ơi, cái này mà cậu Chín nó đem qua mà cúng mà lau mồ mả nè. Ờ, cúng 20 hả? Nè. Yeah. Ê. Cho con Sáu biết đi. Con Chín đây nè. Cho con Sáu. Đem ra. Hai mới được. Nó không thảo ăn lắm, cô Eo nó không thảo ăn lắm. Cho hai cục đi con lấy cục. Nè. Rồi cho hai cục đi, cho hết được đi. Rồi cục nó đây. Thảo lắm nhưng mà nó không có láo ăn. Rồi cho thêm cục nó đi. Cho. Có hồi nhỏ biết ăn cái gì bự mới lấy, nhỏ không lấy á. Rồi. Nói chuyện rồi đó hả? Rồi cho ngoại ra, cho ngoại đi. Cho ngoại. Đi không? Đi xe không? Cô Beo. Lên xe nó cười hú hí ca rồi luôn đó chứ. Cô Linh gửi về đó mấy chục phần lận, đem cho bữa nay, cho luôn ngày mai nữa. Giờ ghiết còn không hết, cù lại chạy về cho với Vĩnh Long xong rồi cù lại để đó, ăn Tết xong rồi cho tiếp. Mùng 2 cho tiếp. Chứ giờ sao mà cho kịp. Còn về dưới bán bông nữa. Có làm mứt không? Hôm nay không có làm được cái gì chân. Không có làm kẹo mà mắng cầu hôm nay 45.000 ký. Mắc hả? Ừ. Sao không qua bên này mua? Chỗ đó hả? Ừ. Nếu giá chợ 45 thì đó chắc cũng cỡ 35. Thì giá nó mắc thì mình tính theo mắc thôi chứ biết làm sao. Năm ngoái mua có 15.000 anh nhớ không? Ừ. Bây giờ nó mắc gấp 3 lần á, sao bán? Vậy bán thôi lời. Rồi không có thời gian. Này cô gì là không có làm mất hả? Không, mất mắng cầu không có làm. Chứ giờ giá cả thì nó phải theo thị trường, không biết sao được. Cái này tôi cũng biết làm nè. Nhào xong rồi đổ vô cái dĩ. Lấy cái cây gạch, gạch từ miếng hết rồi lấy ra gói. Đi ngoại lột cho không? Thôi Út Hà cũng đã tới trao quà cho bé Hiền rồi ha. Hai mẹ con để trên bàn thờ không dám quay phim luôn. Để kiểu gì mà cuốn tròn lại luôn. Dạ, cảm ơn cô Linh nhiều á. Chúc cô luôn mạnh khỏe. Bé Hiền cái này tròn do cả nhà. Tròn gì chứ. Ăn rồi ở đây cái giống này nè. Giống này đã là giống kia. Là coi phim. Ngồi quá. Đâu có làm biết đâu, đâu có làm gì đâu, không biết làm gì. Kêu nó đi con, ra, không có cơm luôn. Thấy lên ghế mà là đi ra mà nhổ cỏ này nọ đó là chỉ đi ra để mà cho nó giải khuây một phim chút thôi, mà, ha. Cho nó giải khuây chút thôi chứ còn đâu có bắt nó làm đâu. Kêu nó đi ra nhổ cỏ nó nhắc cái dơ gì nè. Nhắc cái đọt hả, đem cho nó canh ăn hả? Nhổ cỏ kiểu đó đem vô nấu canh ăn hay gì thế. Cái ngoài chơi gió máy này kia lúc thôi Út Hà cũng thay mặt gia đình của anh chị Tám, bé Hiền và gửi lời đến cảm ơn cô Linh ở Út rất là nhiều. Cô dù ở phương xa nhưng cô cũng có tấm lòng hảo tâm để gửi về quê để thăm từng nhà, từng cái hoàn cảnh, để cho tất cả những hoàn cảnh bên đây cũng cùng vui xuân đón Tết. Dạ thôi mà cũng chúc cô nhiều sức khỏe. Thôi tôi cũng cảm ơn cô Linh nha. Mình cho con cái Hiền món quà. Đây là cô Linh. Cô Linh nè, cô Linh chuyển lời. Cô Linh chuyển lời đến thăm chị Tám rất là nhiều. Dạ thôi tôi cảm ơn cô Linh nha. Đáng lý ra cô Linh mùa Tết này cô Linh về là sẽ ghé thăm chị Tám. Nói chung là trong cái thành phần ba người nhưng cô Linh rất là thương chị. Nhưng gửi lời thương chị, tại nói chị là một người phụ nữ mà cực khổ trong gia đình, nuôi cô Beo rồi chồng con rồi nuôi cháu Hiền nữa. Nên là cô Linh có chuyển lời đến gửi lời đến thăm chị Tám. Dạ, cảm ơn cô Linh nha.
Cô Linh. Cô Linh. Sao? Con cũng kêu cô Linh hả? Thôi mới ăn cục hồi ngán rồi chứ. Uống rồi để bụng hơi đi ra ngoài đường uống nước. Giờ thôi đi thay đồ đi rồi hả đi. Ừ. Đi thay đồ đi ra quán uống nước. Rồi hẹn nhau bạn đi mà chỗ cầu Bà Đầm đó nha. Còn không đây? Còn không? Hả? Còn không? Có nè. Nó kêu ăn đi. À, đi nó còn không nó chỉ ăn đi. Chỉ đi hả? Nó hết rồi, nó hết rồi. Hết rồi, thôi nữa. Nó hết rồi. Cô Beo, nó thảo ăn rồi trời. Nó thảo ăn rồi, nó hết rồi, không chịu vô lấy nữa cho kìa. Nhất định là vô lấy cho đó. Cô Beo lấy kẹo mời khách rồi. Nó hết rồi. Hết rồi. Ngon quá vậy đó. Rồi. Nói hết rồi. Nói hết rồi. Cô em nói nè hết rồi. Nói đi nói hết rồi. Nó ngủ rồi đi về thì thăm thảo qua mồ thảo mã. Chừng nào mới đi? Bữa tháng 3 nó mới đi được. Đi tháng 3 đi chứ đó mẹ. Tôi bữa nay tôi về sáng ngày mai tôi cũng phải chạy vô trong nghĩa trang để tảo mộ ba của thằng Hiển. Ba thằng Vinh Hiển. Tảo mộ một người chồng cũ. Thì chị đi cũng được. Nhưng mà chưa gốc nhất là thằng Vinh. Mỗi năm thằng Vinh Hiển đi không à. Mà bây giờ năm nay tôi lên đây tôi phát quà. Còn Hiển nó phải ở dưới nó tứ bông. Nên là không có đi được. Còn có hai mẹ con phải chia ra. Một ngữ trên này, ngữ dưới rồi đi rồi. Lên đây không được. Rồi. Nên là tôi đi vô đó tôi mướn người ta đắp. Ông mở đá chứ không phải mở đất. Ủa ông mở đất chứ không phải mở đá. Nên là phải vô mướn người ta đắp đất lại. Sửa lại cho nó đẹp. Còn hả? Ông luôn biến nữa kìa. Ông đâu có mở đá đâu. Vì chỗ đó cũng không có yên nữa. Người ta kêu lấy cốt bao nhiêu năm nay rồi. Mà cũng tính lấy cốt mà lấy về không có chỗ để cho ông ngồi. Rồi bây giờ thì có dưới Vĩnh Long rồi đó. Có thể là tới Thanh Minh tới này có thể lấy để đem về Vĩnh Long. Có chỗ nằm mới được chứ mấy lần mình nói chợ này đâu có để trước cửa được. Thôi kết thúc video nha. Chào Nguyễn Phương nữa. À biết. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Thôi mãi.